Lady Gaga trượt đề cử Oscar, cờ giết tần bất ngờ được dừng tên. Hàng loạt bất ngờ đã xảy ra trong lễ công bố đề cử giải Oscar 2022, giải thưởng điện ảnh được mong chờ nhất hành tinh. Lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh, giải Oscar lần thứ 94 dự kiến diễn ra tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 27 tháng 3 năm 2022, cách đây ít giờ. Các đề cử cho giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã được công bố với rất nhiều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất của lễ trao giải thuộc về Lady Gaga, người đã chợt đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim House of Gucci. Nữ ca sĩ đa tài Lady Gaga đã tích cực vận động khắp nơi trên thế giới thời gian qua và được nhận được đề cử ở giải thưởng Screen Actor Guy và giải BAFTA cho vai diễn Vigia Zezani trong bộ phim do The Laser sở cốt tờ đạo diễn, nhưng cô lại không được đề cử giải Oscar danh giá. Bộ phim House of Gucci chỉ giành được một đề cử Oscar cho trang điểm và tạo mẫu tóc xuất sắc nhất. Jared Leto, ngôi sao từng giành giải Oscar trong quá khứ cũng không được đề cử lần này với vai diễn trong House of Gucci. Nam diễn viên kiêm ca sĩ 50 tuổi thậm chí còn bị đề cử giải mâm xôi vàng hạng mục nam diễn viên phụ dở nhất với vai diễn trong phim House of Gucci. Jesse Book, diễn viên, ca sĩ người Ireland là một trong những bất ngờ lớn của lễ trao giải Oscar năm nay khi cô được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai Lê ra ngày trẻ trong phim Thay lót đau thờ của Meg Villanueva. Với phim này, Olivia Colman cũng được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. The Spider-Man, No Way Home, Bộ phim bom tấn đã nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình điện ảnh, thu về hơn 1,7 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử do Sony Pictures phát hành cũng như bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2021. Nhưng chỉ nhận được một đề cử Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Một cái tên cũng gây bất ngờ khi góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đó là zit Tần ngôi sao phim trạng vạng bất ngờ được khen ngợi với vai công nương Diana trong bộ phim Serpent, ở dù trước đó cô đã không được đề cử cho giải ta hoặc hết Stewart là ứng cử viên duy nhất được đề cử Oscar từ bộ phim của đạo diễn Tablola, Drive Mika, bộ phim cảm động của đạo diễn Nhật Bản Jisuke Hamaguchi đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của giới phê bình. Nhiều người tuyên bố đây là một trong những bộ phim hay nhất năm 2021, phim đã công chiếu tại Liên hoan phim Cannes và được chọn để tranh giải cành cọ vàng. Drive Mika giành được ba giải tại Liên hoan phim Cannes trong đó có kịch bản hay nhất. Bộ phim Drive Mika đã giành được bốn đề cử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 bao gồm bộ phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất phim truyện quốc tế xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất đây là bộ phim nhật bản đầu tiên được đề cử cho hạng mục bộ phim hay nhất của một lễ trao giải oscar